30 kg à? Từ nhiêu ký? Mấy 40 kg nè, bắt cóc từ luôn trời. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Kế Sách của tỉnh Sóc Trăng. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ đi thăm một cái hoàn cảnh của một sư cô ở đây. Và đồng thời là có một chuyến về Cà Mau để làm cho ông Tư một cái sổ tiết kiệm, cùng chị Hường làm cho ông Tư sổ tiết kiệm. Và vô đây để thăm cái cuộc sống hiện tại của ông Tư sau Tết như thế nào. Cũng muốn quay một thước phim nhỏ gì đó cho cô bác quý anh chị xem luôn ha. Mời cô bác quý anh chị theo Bùi Hồ. Dạ chào hai cháu với cô bác mình khỏe khỏe không tên chú bác khỏe hả? Dạ cũng khỏe. Dạ bây giờ sao rồi? Con nghe chị Hường nói là hồi mùng 3 là chị Hường với lại anh Sầm Hưng với lại hai đứa cháu ngoại lên thăm vui không? Nhưng mà nó chưa lên. Mùng 3 kỳ rồi kìa. Lên rồi mà. Lên cái bữa là hình như 30 chứ không phải mùng 3. 30 hả? Vui không Tân? Vui. Thấy con mừng. 28 á. Ủa chú hứa là 29 anh về. Chú về. Mà 28 là hai con lên. Nhưng mà chú cũng xin lỗi hai cháu với toàn quốc đất nước. Chú nói như vậy mà chú không giữ lời. Đó. Thành ra chú chưa về. Đó. Ngày nay chú quyết định về. Đó. Quyết định về. Về đúng không Tư? Về nhưng mà về chơi chứ không phải về ở nha. Dạ. Là ngày mai đi luôn được không? Được. Bắt tay ngay. Sao thay đổi ý định ông Tư? Không ai chuyến này không thay đổi. Dạ, không. Quyết định không về. Ông Tư đi với ông ba. Đó. Đó. Có cùng tôi đi luôn. Đó. Rồi ghé gửi đâu? Ghé gửi nhà cậu Tám là chú này biết nè. Dạ. Cái đó là bà con nhập ngộ ruột. Tôi gửi đó, đồ đạc tôi để đó. Là an tâm luôn. Ừ. Tôi không cần lo lắm gì hết. Dạ. Tại ông người đó chú nằm ngủ với tôi hả? Bữa đó là chú Út. Bữa đó là chú Út. Ngủ. Vậy là quyết định ngày mai mình cùng nhau về Cà Mau. Ông đúng. Tư đi với ông ba. Đúng. Rồi, đi. Mới định. Ông ba đi luôn. Đi. Đó. Dạ. Là 4 người. Bốn người. Quyết định không thay đổi. Không thay đổi. Dù giặt đổi sao giờ nhưng lòng ta không đổi. Không thay đổi được. Đúng. Dạ. Đời làm tướng kêu đầu gom mới giấu anh hùng tử chiếu hùng. Thà giết người trên ngựa đừng giết người ngựa. Mình nói không bao giờ để thay đổi được cái câu nói của người. Nhưng mà lần trước sao thay đổi? Thay đổi là cũng buồn. Cũng buồn. Đã không nổi hết. Quyết định vừa âm chính đi vừa câu nã thay đổi cái sẽ bất. Mà bây giờ mai là quyết định đi đó. Không giờ rồi xin lỗi hai cháu vậy em. Đâu đó ông Hoàng. Chú quyết định là mày chú đi. Nhưng mà nếu ngày đi á, ghe chú đậu đây cũng được. Nhưng mà phải về gửi cho cậu Tám, cậu Tư Rơn Hoàng. Dạ, cho con cháu sum họp cho vui. Ừ. Chứ không có gì. Dạ, đúng. Mình về mình chơi mà, chứ đâu phải mình về mình ở luôn đâu. Ừ. Gặp, mà đợt kia gọi là chị Hường với là anh Sầm Hưng với hai đứa cháu ngoại lên là vui dữ không? Trời ơi, vui có gì bằng. Chú đi nước mắt con tôi, cháu ngoại, với tôi. Đó. Bữa đó xuống ông Tư đãi cháu ông Tư ăn cái gì? Hả? Cũng đãi hai cháu ngoại ăn cái gì ông Tư? Đâu có đãi gì đâu. Chỉ có cháu ngoại đãi cho ông ngoại thôi. Nhưng mà con nghe nói là ông ngoại có lì xì là cháu ngoại 200 hay gì đó không? Đúng. 200 ngàn cho ông Đăng hả? Cho hai cháu. Đăng Nhân Hải. Với cho thằng con là Cầm Hưng. Dạ. Người 200. Rồi trắng lại Cầm Hưng luôn. Rồi người 200 rồi nghe nói là cháu ngoại gửi lại cho ông Tư nữa. Không. Cháu thằng con Cầm Hưng á. Gửi lại cho bác 500 nhưng mà bác không nhận. Mà Cẩm Hường nói rồi cha. Như vậy thôi giờ con. Cha gửi cho con. Giờ con gửi lại cha 500. Đó cũng quề nhưng mà cũng quề nhưng mà khải vui.
Không, không lì xì coi chắc. Lì xì lấy cái nó lọc đầu năm. Ừ. Chớ mà lì xì mà ông tôi còn lờ lỗ nữa trời. Ừ. Đủ lì lỗ đủ. Ông nói chơi lì xì mà quê. Quê vậy? Ông nói là cho thằng 200 nó cho lại 500 cũng như khóa quê. Mà khốn tình ông ngoại với con. Dạ, nói chơi với ông Tư nghe, con nói chơi với ông Tư á. Ông chơi ông Tư đừng buồn. Nói vậy chứ. Không buồn. Dạ. Thẳng. Con thấy chiếc ghe ông Tư nè, có cái máy mới kìa của ông Tư sắm hay ai cho vậy? Dạ, đó là tôi sắm. Ôi, sắm máy luôn. Bước. Bao được không? Ôi, chạy được không Tư? Đi vớt cây tre ông dịch đó. Nói thiệt mấy chú được lôi tôi được chiếc ghe với cô bác gần xa. Đó. Cho nên tôi thủ để nếu tôi không sắm máy thì tôi phải sắm ghe khác. Bỏ. Rõ ghe tôi giờ không biết nó trôi đâu, gục đâu rồi. Vậy là ngày mai 7 giờ mấy ông cháu mình khởi hành. Rồi. Ha. Bây giờ ủa, chú hứa lần này không bao giờ để cho cho hai cháu là đỡ mất uy tín đối với chú nghe con. Dạ. Ờ. Tại con tính ghé thăm Tư, con Tư ăn Tết sao rồi, con có nguyệt ở đây nữa nè. Thì sẵn hỏi ông Tư, không ngờ là ông Tư lại thay đổi ý định bất ngờ. Ừ. Mà bất ngờ thiệt luôn á. Đúng. Dạ. Đó, hai anh em nhậu vậy đó. Nhưng mà ông Tư hứa về giữ bất ngờ chứ không phải là hứa như bữa nay. Nhưng bữa nay hai cháu xuống thăm ông Tư để trao đổi lẫn nhau. Nhưng mà gặp tụi con đến bất ngờ không? Đúng, ông Tư hứa đâu ra quà nói thẳng không thay đổi nữa. Ủa ông Tư người lớn đâu phải nít đâu hai cháu. Yeah. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan tri. Đó. Anh hùng tử với hùng tử. Yeah. Thà giết người trên ngựa chứ không giết người dưới ngựa. Nói thẳng. Một người một lời Nam Nhi nói ra thì bốn con ngựa khó theo đuổi kịp. Ủa đúng. Để được chảo rồi. Đó. Đợi ông Tư hứa. Nè coi. Nhưng mà phải ông Tư về. Về để mà gửi ghe cho người cậu. Không về Cà Mau đừng nói lời xin lỗi về toàn thế giới luôn trời. Ô phải. Cái này con thấy nước nó đang chảy chảy xuống Cà Mau sao chút xong Tân Hải về dưới được ta? Không, đây về thì ngược. Chừng nào ở đây mà nó chảy về đó là mới về xuôi. Dạ, mấy giờ nó mới trôi chảy ngược gì? Cỡ là 4 5 giờ. Dạ dạ. Đó. Cái này giống như là chuyện cũ mình bò qua qua. Mình năm mới mình nhắc đến chuyện mới. Đó. Dạ. Xin lỗi hai cháu thôi. Thôi có gì đâu xin lỗi. Đó. Ông Tư thay đổi ý định là về được rồi. Chị Hường cũng nói con nói mong sao là ba chị có thể mà về với chị chơi một hai ngày cho ba chị biết cái cảnh của chị sống ở dưới này. Chị cũng vui nữa. Qua Tết này chị sẽ tìm lại giấy tờ làm bảo hiểm y tế cho ba chị. Để cho ba chị sau này lỡ có bệnh hoạn tuổi cao thì ba chị còn có cái bảo hiểm y tế để mà khám chữa bệnh người ta. Còn chi phí này cho ba nhà chị là bốn chị em là có bảo hiểm y tế hết rồi. Yeah. Còn cha chị hồi xưa giờ cha chị ẩm cổng chị trên vai mà bây giờ cha chị có dịp gặp lại cha có dịp báo hiếu mà không làm tròn trách nhiệm thì cũng buồn. Nhưng mà cái nào chị làm được thì chị làm. Trước tiên là chị sẽ trước mắt là làm cho ông Tư lại cái bảo hiểm y tế để trăm tuổi già là sẽ có một cái ví dụ như một ai mà không may mà cơ thể nó yếu á bệnh hoạn thì vô bệnh viện thì cũng có lo cũng có bác sĩ lo lắng được cũng đỡ bớt cái tiền. Đúng rồi mà cũng đó là cái chị Hường nói đó là cái trách nhiệm của người con báo hiếu cho ông Tư. Vì ông Tư nghĩ ngày xưa ông Tư chị Hường cảm nhận được ông Tư ổng ảnh chị Hường ở trên vai mà. Tôi bữa nay nói thật chứ em kết nghĩa này với hai chú Cẩm Hường không phải là con ruột tôi. Dạ con biết. Đó. Chị Hường có kể. Nhưng mà tôi chấp nhận tôi nuôi con thôi. Nhà nãy đó tôi báo hiếu được chú với các bạn sẵn. Dạ đó. Tân hứa về như là vui rồi. Ơi không có nữa nào mới rồi. Mới quyết định ra không về nữa thay đổi chết à. Đi rồi đi á. Đoạn 29 rồi là còn ông thắng thú. Tôi kể chú thôi. Dạ. Tội nghiệp cơ chứ hơn đó. Ừ. Có cái máy ở dưới á. Ừ cái máy. Ông Tư có chiếc ghê có cái máy kìa. Ừ. Thôi bây giờ nằm mới không khóc nữa nha. Đúng. Trời không khóc. Trời không khóc. Cứ đừng quạt á. Không khóc rồi mẹ.
chơi không khóc nha ông Tư. Đúng. Chơi thua không khóc. Ủa, thắng này thắng không kêu, bại không nản. Mà bại cũng đừng thắng. Bại cũng đừng nản, mà thắng cũng không kêu. Đúng. Sống quân tử mà. Ủa, sống đại trung phu không giống quân tử à? Đại trung phu mà. Sống quân tử thì con của vua. Dạ. Đại trung phu á là Lan Nhi. Lan Nhi con người đã biết sống với dân, biết sống với nước, biết sống với tổ quốc, biết rồi nọ. Còn con người sống đại trung tử là thái tử, là con của vua. Đó, bước ra cái anh hùng quảnh bá. Đó. Phải không chú? Dạ. Đó. Ông Tư gành nho dữ à? Không, không dám. Con ngày xưa con học được câu nho con nhớ hoài luôn á. Câu của một bạn con nó viết trên trường đi học, cái nó viết trên trường là sống tại dân hồ thân bất vô kỷ. Nó sống ở giữa cõi đời này có những chuyện mình muốn làm mình làm không được. Mình không có kỷ luật, ví dụ như hôm nay là mình nói 10 giờ ăn cơm. Bạn mình nó rủ mình là thôi mày đi lại với tao đi chơi chút xíu khoảng 11, 12 giờ ăn cơm. Nó không có kỷ luật gì nữa. Vậy đó hả? Sống tại dân hồ thân bất vô kỷ. Còn ông Tư á, sống trên đời đó. Đời làm người đâu phải là thú vật. Bất nghĩa chứ âm. Bạn bè là thăm châu trên cả. Tiền bạc rừng hủy mặt người ta. Tiền là bạn. Ừ. Yeah. Rồi thôi để cho ông Tư nghỉ ngơi. Rồi bây giờ ông Tư sẽ chạy ghe lại đằng kia gỡ đồ, gỡ ghe. Rồi ngày mai mấy anh ông cháu mình cùng nhau tiến về Cà Mau. Mà lại lại rằng ngày nhà con tắm. Dạ. Nước ông nhớ nước. Thì ngay chỗ mấy chú mua ghe đó. Dạ dạ. Nước có cái không? Nước ông Tân giữ. Nước bên đường bển hay đường bên đây ông Tân? Đường bên đây cũng được. Dạ. Đường này mình mà dòng mình đi công việc ông Tư để bển ai đưa qua. Để bển. Có người đưa ông Tư qua đây giùm ha. Không. Rồi ông ấy chạy đường bển đi, xuống đây mình bọc qua. Đó. Vậy là mình đi đường bên đó. Dạ. Rồi vậy đi. Dạ. Thấy ông Tư đi về mà ông ba còn vui hơn ông Tư nữa trời. Trời ơi, chiến đội ông rất là hứa, tôi buồn ông thật đó. Này ba quyết định đi đi đó. Này ba nhà với Tử Kỳ đi về Cà Mau. Vậy thôi cháu em. Dạ dạ dạ. Rồi ông hứa lần này không bao giờ sai lầm. Dạ. Nói xin lỗi với cô bác gần xa luôn. Dạ. Thật. Sai lầm nó con nghỉ chơi với ông Tư luôn. Nó chơi ông á, nó chơi ông Tư á. Mà nếu chú với ông lần này sai lầm đó là ông không còn nhìn mặt trên ngoài đời xã hội nữa. Dạ. Nó thẳng nó chơi con biết ông Tư hứa là ông Tư làm được mà. Đó. Rồi thôi, mẹ ông Tư nghỉ ngơi cho khỏe, ăn đồ nhiều. Tụi con đi giải quyết công việc. Dạ. Rồi. Dạ. Con chào ông Tư, con chào ông ba. Rồi. Để chúc hai chú thường đồng mình ăn nha. Mời hứa là đi rồi đi đó. Dạ dạ. Mời cháu ông này đỡ đựng thay đổi. Một chiếc ghe của ông Tư. Và hôm nay thì ông Tư cũng đã đậu ở đây nè mọi người, như lời hứa của ông Tư ngày hôm qua. Ông Tư ơi, chuẩn bị chưa? Đâu, mặc đồ đẹp chưa? Con coi với. Dạ. Có bị đồ gì không Tư? Bị đồ trên nhà hay là dưới ghe? Ghe luôn à. Vậy vậy gửi con đi bọc vô. Đi đường nào vô nhà ông Tư được? À con đi vô lũa vô được không? Được. Con kè vô ông lên. Xách đồ tiếp ông lên. Khỏi còn quần áo đồ đâu ông Tư? À? Quần áo đâu? Qua đây mọi người. Ủa, bị đồ ông Tư để đâu? Để nghe cho rồi. Ủa rồi sao xách lên? Không, ông Tư đem mấy đem theo hai bộ đồ mặc chứ. Bộ mồ hả? Đi bữa nay bỏ về rồi. Mai về. Chiều mình thay chị. Ừ. Chiều mình tắm mình thay mình đem lên bộ nữa. Chứ con nó có độ rồi. Có độ. Này. Gì là đi luôn đó không? Đi luôn đó. Nay bộ đồ này có tỷ bạc á, không có giỡn không? Đôi dép, không có đôi dép rồi. Dép đúng không? Không, không. Rồi đó giờ không có biết là dép. Ôi trời. Vậy sao lậu đau dò đây đẳng cái xe. Đặt cổng đi, đặt cổng đi. Con lỡ chạy nó hút. Đặt cổng đi. Đằng cầu đó hay vậy? Đằng trường học đó. Thôi để con kêu đằng đà cổng, không ấy con cổng không? Đây cổng chưa? Chạy xe lại đi. Chạy xe cổng, cổng ông lại, ông đi, con chân ông Tư ông miếu nữa. Ê.
ba chục ký à. Ông Tư nhiêu ký? Mấy 40 kìa. Nào bắt cóc ông Tư luôn trời. 40 ký không Tư? Đạt nó nhớ ngày xưa nó cổng vợ nó đó. Ông Tư nó ngủ không được hả Đạt? Được. Ngủ không được luôn hả? Không. Sao hả? Quá vui. Chị cảm ơn có hai ông Tư về không? Chưa điện, bất ngờ mà. Chúc mình lên xe, mình đi chút đi mình hả? À, cho chị cảm ơn hay. Cái này thì chủ sở của khu vực cháu nè. Dạ. Rồi, thả ông Tư xuống. Mệt quá ha. Rồi, chuẩn bị xong hết chưa? Mẹ là đã quên lấy mấy điện thoại nữa rồi. Quên lấy điện thoại hả? Ừ. Đáng kêu Đạt xuống lấy. Vậy là hồi tối ngủ không được luôn? Ngủ không được. Sao ạ? Ông Tư? Quá vui mấy cháu đưa chú về thăm con rồi này đó, thăm cô bác rồi là quá vui ngủ không được luôn. Sáng nay mấy giờ ta tắm thay đồ mới rồi? À. Mấy giờ ông? 5 giờ. 5 giờ hả? À. Dạ. Ăn uống gì chưa? Chưa ăn gì chưa. Dạ. Ông Tư có thường quen ăn sáng không? Không. Không hả? À. Hồi tối là mấy giờ mới ngủ? Tôi đâu ngủ đâu. Chú nghe nằm bắt lại vô, nghe cả lương, nghe gạt rồi vậy đó. Rồi tới 5 giờ là bơi về đây. 5 giờ là bơi về đây? Ờ, bơi đây đang gửi ghe chỗ đó vì gia đình của cậu. Hết sợ mất ghe đúng không? Không sợ mất cái gì chứ. Cái gì còn đấy à. Dạ. Chỗ thêm bữa chứ không phải mà. Đi mà bây giờ an tâm rồi. Ờ. Đi với ông Tư sẽ dự định là ở nhà chị Hường một ngày ngày trước ngày sau về thôi. Dạ. Để cho biết nhà của chị Hường thôi hay sao? Biết chỗ con nó ở coi sao. Dạ. Thì bữa hổm có coi trên clip rồi nhưng mà con nó cũng nói cha về á, thì con cũng chọn cho cha một cái phòng cái bên đó. Nhưng mà cha không về thì thôi. Xuống chơi thôi. Cha xuống chơi thì xuống thăm con lần coi. Ờ, cha hứa. Có một số cô chú anh chị góp ý á, ông Tư ở trên này cũng nhặt ve chai. Ở dưới Cà Mau cũng nhặt ve chai. Ông Tư ở Cà Mau, ở nhà gần nhà chị Hường có con sông á, có con kênh giống gì nè. Dạ. Ông Tư sợ ngại làm phiền con cái, xong Tư không đem cái chiếc xuồng xuống. Ở Cà Mau ông Tư nhặt ve chai ở dưới ghe rồi tối leo lên nhà chị, tối lên nhà chị Hường ngủ cho thôi cho nó đỡ lạnh. Dạ. Có cũng có cô chú góp ý gì đó. Ông nói ông Tư sợ làm phiền con cái thì vẫn ở dưới ghe, vẫn vớt ở dưới ghe làm vài xị xương xương. Thì tối thì lên ngủ ở trên nhà cho đỡ lạnh. Ngủ bạn mình xuống luôn. Dạ, và tôi cũng xác định. Bởi vì tôi mua mấy rồi đó. Dạ. Tính thả về dưới luôn hả? Tính thả đó. Thiệt luôn không Tư? Thiệt chứ, mua mấy 2.800.000 đó. Tính chạy về dưới luôn. Chạy về dưới đó. Hứng hứng là giọt hả? Chắc 3 ngày mới tới quá. Đây nếu ghe mũ này cũng nhẹ. Dạ. Cỡ 2 bữa 1 đêm. 2 ngày 1 đêm? Dạ. Rồi lên đó ăn uống làm sao? Từ bên ghé đâu ăn đấy. Lên ghé sao ghé? Mình nấu cơm với ghé luôn. Dạ. Có không? Rồi bữa nay có cháu nó cổng thấy đã không Tư? Sung sướng lắm cô bác đã dòm thấy cũng hạnh diện lắm, vui lắm. Con kêu nó cổng ông về Cà Mau khỏi đi xe. Được. Chơi 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 không nổi. Còn đâu thấy nhẹ nhẹ vậy chứ. Ngồi cũng thấm à. Thôi đi ha ông Tư ha. À, đi. Mình đi cái dọc đường cháu mình ghé ăn cái gì cái đi. Ghé ăn cháu ha. Tiếp. Ghé chú bước dần cái dạ, đi. Dạ dạ. Rồi tới bờ ghen đó hay là chỗ đầu đó mấy cháu muốn làm gì đó thì lên ông Tư ghé hả? Trên cái đường mà đường nhựa ở đây về Cà Mau ông Tư biết đường rồi, nhớ đường không Tư? Nữa cháu ơi cũng nhớ một khoảng nhớ. Nhớ cụ một khoảng nào thôi. Dạ. Cháu hồi xưa là chú hoạt động với mà. Dạ thôi đi ha. Ở xe cổ là có bị xây xe không Tư? Không tàu bè gì cũng không thua vậy chứ. Dạ hả? Ồ không xây sóng rồi đâu có xây xe đâu. Ờ. Dạ. Đây.